Hello cả nhà nha. Thì quý ông bà cô chú anh chị ơi, thì hiện giờ ông Đờm đang ngồi ở trước cửa căn nhà to này cả nhà. Đó thì quý ông bà cô chú anh chị mình cũng đã thấy. Thì hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại căn nhà to nha. Thì ở lần trước đó quý ông bà cô chú coi như là đột nhiên có một cái vong khác xuất hiện nữa. Một cái vong mặc bộ đồ đỏ nha cả nhà. Thì có nhiều cô chú anh chị comment ở trên kênh đó. À, nói cái vong đo cái vong mà mặc bộ đồ đỏ đó là giống với lại Linda đó, còn cái vong mà quỷ mặt đen đó thì giống là Thúy An, mình cũng không biết như thế nào. Thì ở lần trước thì mình bị tấn công rất là nhiều, nhưng mà khi mình giao tiếp được với cái vong quỷ mặt đen đó, thì cái vong quỷ mặt đen lại nói tấn công mình là không phải vong quỷ mặt đen, không khác. Nếu vậy là có lẽ là cái vong áo đỏ nó đã tấn công mình. Đó thì hôm nay mình cũng quay trở lại tiếp tục cuộc hành trình. Nói chung cố gắng để có thể tiếp cận được hai cái vong vong linh này nha cả nhà. Nói chung thì mình biết nó dữ đó, nhưng mà mình cũng cố gắng chịu đấm ăn xôi để có thể tiếp cận và giúp đỡ cho hai vong này nha. Giờ thì ông Đờm xin mời cô chú anh chị mình cùng ông Đờm tiến ra lặng nha. Ok cả nhà, thì Nguyên Đờm xin mời cả nhà mình ở cùng ông Đờm tiến vào căn nhà nha. Thì có rất là nhiều ý kiến nói chung cũng là tiêu cực đối với lại Nguyên Đờm. Mới bước vô có tiếng động tiếng động bên trong cái nhà. Lũ đầu kìa, lũ đầu kìa. Cái nhà thấy không? Thấy rõ không? Mặt đen thui vậy. Thấy mặt đen nói đen chứ nói ai? Chẳng lẽ ta nói mình? Lần trước tao thấy nhà ngươi cũng hiền lành lắm mà. Hiền hiền rồi đó, giờ sao lần trước ngươi tấn công tao dữ vậy? Ngươi tấn công tao dữ vậy mà ngươi nói ngươi hiền? Chừng nào mà ngươi hiền á, hiền lành á thì ta giúp đỡ cho ngươi. Chứ có đâu mà ta đến đây, mỗi lần ta đến đây ta đều cúng kiến cho ngươi mà. Còn cái vong kia đâu? Hả? Không biết hả? Ở lần trước thấy hai hai vong đánh nhau luôn, kịch liệt lắm mà. Ngang tài ngang sức hả? Ừ. Đi đâu hả? Chắc nó đi chơi cái gì? Có quen với cái vong đó không? Không à? Không quen à? Không quen à, sao ở chung? Thấy hai vong ở chung đến hưởng đồ cúng mà. Nó đâu vô đây, nó dành nhà hả? Dành nhà hả hay gì? Núp làm gì mà cứ núp 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 qua. Có gì đâu mà sợ, muốn cái gì cần cái gì thì nói đi, tôi giúp đỡ cho chứ đâu gì đâu mà sợ. Ở đâu à? Bên trong á, bên trong cái nhà. Đóng cửa nè, đóng cửa nè. Giờ mình để cái cam ở đây đi. Để cái cam này mình coi thử coi cái vong này làm gì cả nhà. Là nấp nhà thấy rõ không? Trong cái trong phòng á. Đứng đó cả nhà. Đói hả?
Đói hay gì mà đòi cúng? Đói hả? Nhà ngươi đói hả? Đói gì mà đòi tao cúng cho nhà ngươi ăn? Ăn gà sống. Gà sống đâu mà cúng? Gà sống đâu mà cúng? Ta chỉ cúng đồ chay thôi. Nhà ngươi ăn đồ chay để có thì ta cúng bánh cho nhà ngươi ăn. Chứ gà sống ta không có sát sanh. Ta không có bắt gà sống, ta không có sát sanh. Ta chỉ cúng đồ chay thôi, những cái món chay thì ta cúng cho người người ăn được. Mất gà người ta cho ta đập hả? Hả? Ừ, đã đập tôi mà sao rồi, nhưng sao tao chịu được. Ra đây đi. Gì đâu mà sợ, núp ló. Ta đến đây có một mình nè, đâu có đi với ai đâu mà nhà ngươi sợ. Lần trước nhà ngươi đang tấn công ta ầm ầm mà. Nó thấy nè cả nhà, nó thấy nè, nó thấy nè. Thì mình mới đẩy cái cửa ra thì mình không thấy nó đâu hết cả nhà. Không chừng nó núp trong cái cánh cửa này. Chật. Gì vậy? Đưa cái nha. Nước tự nhiên chảy luôn. Để mình sơm lại coi. Nó vô trong nhà vệ sinh rồi. Nước hết chảy à. Giờ mình sẽ đến đó nha cả nhà. Đến đó nói chuyện với nó nha. Ha, mới ở trong kia tôi chưa kịp vô kiếm nữa, thì biến qua đây ha. Ra coi, ra đây coi, ra đây nói chuyện coi, mở cửa ra nói chuyện coi. Đâu sợ, thấy tâm tánh cũng hiền lành mà. Hả? Có cần giúp gì nữa không? Có chịu ăn chay không? Chịu ăn chay không? Hả? Sao không? Ăn chay đi để sớm được giải thoát. Đừng có nên sát sanh nữa, hung dữ. Rồi đâu có được siêu thoát đâu. Mà ta hỏi thiệt nè, không biết có phải là Thí An hay không hả? Không biết Thí An là ai. Thật sự thì có nhiều người người ta xem á, người ta thấy giống Thí An là tôi mới hỏi. Thật sự thì nếu mà ai tôi cũng giúp chứ, không phải là riêng Thí An hay Linda gì đó, tôi cũng giúp hết á. Giờ sao? Có chịu ăn chay không? Tôi thì tôi chỉ cho con đường sáng đó, để sớm được giải thoát mà chuyển kiếp thành cái con người mới. Chứ mà đòi ăn gà sát sanh thì tội chồng chắc đó nghe.
Nghe không? Ủa đâu rồi? Không thấy nó này. Mình mới đánh nó cả nhà, nó là lạng đây nè. Wow, rồi mình mới đánh nó gục đây nè. Đó nha, mình mới đánh nó gục đây nè. Nó mất tiêu rồi. Gì nữa trời. Cái cửa này cả nhà, cái cửa này nó tự tự nó dạt ra đó, nó tự nó dạt ra là mình hết hồn à. Thấy gì đâu. Cả nhà có nghe được tiếng gì không? Tiếng cười khúc khích cả nhà, làm như là nó chọc mình, nó thấy vui hay sao á. Mình đi ra đây đấy nha, có thấy nó không? Không thấy thì mình cúng cả nhà, nó đòi ăn đó, cả nhà nghe không? Nghe tiếng đâu vậy ta? Trong phòng không được rồi, bây giờ mình xin phép mình tạm ngưng nha cả nhà, để mình chuẩn bị mình cúng cho nó thôi. Ok cả nhà ơi, thì mình không biết phải nói gì sao. Khi nãy mình nói mình chuẩn bị cúng cho vong, thì không còn nghe một cái tiếng động hay là bất cứ cái gì nữa hết cả nhà. Chắc có lẽ là vong này đói dữ lắm rồi. Vì ở lần trước khi mà mình đến đến đây mình cúng là hầu như mình thấy là không có vong nào hưởng đồ cúng, chỉ hai vong chỉ gây cắn đánh nhau với nhau thôi, mà hôm nay mình cũng không thấy cái vong kia luôn. Không biết một chút mình cúng cái vong kia có xuất hiện hay không. Thôi bây giờ cũng rờm xin phép cúng nha cả nhà. Còn chỗ thờ của ông thì mình thấy cũng khá là lâu rồi cả nhà, mà ông thấy không thấy ông xuất hiện. Không biết là ông, chắc có lẽ là ông đã đi độ hóa những cái vong linh khác rồi đó. Ông chưa về đây cả nhà. Đứng quay qua đây đang đứng mình, nó tấn công mình phía sau nữa. Wow, hôm nay này bánh này ngon lắm nha, bánh xốp bánh sù riêng nha, thơm lắm. À thì cô chú anh chị, thì trong cái thời gian vừa qua thì khi nãy từ đầu rồi cũng nói có rất là nhiều cái comment tiêu cực. Nói rờm lắm cả nhà. Thứ nhất là nói rờm cái căn nhà này tại sao lại dán gạch tốt đẹp như vậy, rồi sạch sẽ như thế này, rồi toilet, rồi phòng, rồi có đồ có bếp ga đó. Nói với mình là cái này cắt để cho người ở chứ ai mà ở.
người ở chứ vong nào mà ở. Thì mình cũng xin thưa với quý ông bà cô chú anh chị rằng trước đây là mình đầu tiên là khi mình làm cái căn nhà này lên, đó là cái những gạch lót nhà này là của một người anh đó, của một người anh anh ở Vĩnh Long đó cả nhà, là anh tài trợ cho mình ha, anh tài trợ cho mình đó, anh chở từ Vĩnh Long lên tới trên này để cho mình đó, để mình lót cái nền cho sạch sẽ và mình thờ mẹ Quan Âm với lại ông già đó. Còn những còn cái căn phòng ở bên trong là đầu tiên là mình để trống cái nhà đầu tiên đó, đầu tiên mình để trống, nhưng mà sau thời gian có những cái vong linh khi mà nguyên rầm mà thu phục từ nơi khác mà họ không có nơi nương tựa đó, thì mình đưa về đây, cho nên mình làm cái phòng như vậy. Mà cái phòng như vậy thôi chứ cũng không có mùng mền chiếu gối gì bên trong đó, còn bếp ga mình cũng để bếp ga, cũng có bình ga luôn, nhưng mà bình ga không có ga đó, rồi chén bát cũng có để trong đó đó, nhưng mà mình không có xài cả nhà, chỉ để cho có hình thức vậy thôi. Là những cái đồ đó là những cái đồ mình đồ cũ của mình đó, mình đem lại mình để thôi chứ thật sự không có ai xài hết đó. Cũng có nhiều cô chú anh chị là những cái người không biết thì nói này nó kia, nói chung là nguyên đời mình thật sự không làm gì trái với lương tâm là được. Còn điều thứ hai, nếu mà nguyên đời thờ cúng ở đây mà không làm trang nghiêm sạch sẽ thì lại vào chuỗi nguyên đời nó nói tại sao thờ tiên thờ Phật thờ thần thờ thánh mà tại sao làm không sạch sẽ này kia đó, nó vậy đó cả nhà. Cho nên mình cũng không biết là phải giải thích như thế nào đó, nhưng mà công việc của Nguyên Rờm làm thì Nguyên Rờm hiểu, và có nhiều 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 cô chú anh chị lớn tuổi hiểu Nguyên Rờm, thương Nguyên Rờm đó. Còn những cái người không hiểu họ vô họ chửi nó, nhưng mà họ chửi là họ nghe thôi cả nhà, họ chửi họ nghe, họ bị khẩu nghiệp thôi. Còn Nguyên Rờm bình thường, tại vì Nguyên Rờm không không có làm trái với lương tâm của mình đó, mình làm cái công việc của mình để giúp đỡ cho đời đó, cho đời cho không, nói chung là nói chung mình nói giúp đỡ cho đời thì nó hơi quá đáng cả nhà, chứ thật sự thì mình giúp cho đỡ cho những cái vong linh những cõi âm, và cũng cho quý ông bà cô chú anh chị mình hiểu được cái cõi âm như thế nào đó. Thôi thì Nguyên Đờm cũng chỉ nói chút xíu vậy thôi cả nhà, thì bây giờ Nguyên Đờm cũng xin phép tạm lánh mặt như cả nhà. À, cho vong linh đến hưởng đồ cúng hồi nãy rồi ăn như lắm rồi cả nhà. Thì cái mít này này cả nhà, thì hôm trước là ông đờ mua nó 407 ngàn, cái mít này là của hàng hàng Tàu của cả nhà đó, cho nên nó thứ nhất là nó rẻ mà nó thu cái âm thanh hơi ồn, mình cứ xài đỡ thôi, đỡ thôi nha cả nhà.
Dạ thì ok cái nhà ơi. Thì từ sớm giờ đối với quý ông bà cô chú ở Nguyên Đồn đi ra bên ngoài lánh mặt, thì không biết là quý ông bà cô chú anh chị mình ở bên trong này xem có thấy cái vong mặt đen nãy xuất hiện không cả nhà. Thì khi nãy tỉnh quá, mới đó cái lại đang ngồi à, hay thiệt, Ủa biến coi vậy? biến lẹ ha. Tôi đến đây mấy lần rồi, nãy nãy tôi có nói tôi cúng nè, rồi tôi đến đây mấy lần rồi mà tôi hỏi tên không nói, nói cho tôi biết tên gì đi mà mốt tôi cúng tôi kêu. Thấy à, gì thấy, thu thủy hay là bích thủy hay là gì, hay là cái gì thủy? Gì bích la chứ không phải thủy à, tại sao mới nói tên thủy xạo với tôi à, Thật giỡn hả? Giỡn hả? không có thật thà. Bích la nhiêu tuổi rồi? À mà tôi nhớ à, hình như là ở lần trước nói là sinh năm 1949 phải không? Đúng không? Không biết. Sao không nói? Tôi nhớ rõ ràng có nói. Vậy chứ ai nói? Trước bà nói với ai nói? Nghe tiếng trong trẻo lắm mà thấy còn trẻ mà. Nãy giờ có đến hưởng đồ cúng không? Có à? No phải không? Ừ, cảm Cúng cho đoàn chứ không có ăn cúng cho đoàn nữa chứ. ơn. Ừ. Rồi rồi đói phải không? Mà tôi á, tôi đến tôi cúng mà tôi thấy là có một một con hồn nữa, con hồn kia nữa. Mà hôm nay nó đâu mất tiêu rồi, không thấy xuất hiện. Không biết hả? Đâu à? Đi đâu hả? À, nó vô đây, nó vô đây nó giành ăn với bà hay gì mà ở lần trước là bà với nó đánh nhau Nó tưởng tưởng sao á? à? Tưởng tưởng. Tưởng tưởng hả? Tại bà biết sao không? Tại vì bà ở đây nè, ở trong này nè đó, rồi nó vô đây nó tính giành chỗ của bà thì đúng không? Còn tôi á, à, tôi thờ ông ở đây nè, bà sợ ông không? À, cũng lại xá sợ ha, cái ông ở đây là ông linh thiêng lắm á, ông là những cái vong mà đến đây là ông giúp hết trơn á nghe. Ừ, bởi vì Cũng tiền cao quỷ bởi vì bà hiền á, là ông giúp cho bà đi siêu thoát đầu thai thành thành kiếp người mới đó, chứ bà mà giữ giữ là ông bắt bà đó, ông thui bà đó. thôi nãy giờ đi hay phá nữa tao bẻ cổ mày nha. Dạ. Tao Rồi nó biến đâu rồi cả nhà. Thì quý ông bà cô chú anh chị thấy cái tư cách nói chuyện như là một mà một người lớn tuổi, nhưng mà mình nghe cái giọng rất là trong trẻo như là khoảng đôi mươi thôi, rồi bẻ cổ mình luôn cả nhà. Thì thôi quý ông bà cô chú anh chị ơi, thì chắc có lẽ đến đây thì Nguyên Đồn cũng xin khép video lại nha cả nhà. Đó thì mình thật sự cũng phải tôn trọng vong, cho dù họ có thế nào đi chăng nữa đó, tại vì họ cũng đã mất rồi, mình mà hơn thua với họ cũng chẳng được gì cả nhà. Thì quý bà cô chú anh chị ơi, thì đến đây thì Quân Rờm cũng xin khép video lại nha cả nhà. Thì cuối video thì Quân Rờm xin chúc toàn thể quý bà cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha. Bye bye cả nhà.